Rồi, hello, xin chào tất cả các bác nha. Nay lô máy 15 chiếc của công ty Tiên cập bến rồi ha các bác. Máy về hơi đêm hơi muộn ha. Đây, lô này 15 con nha các bác. Đây, quay cho các bác xem ha. Ở đây về được rồi 1, 2, 3 nè. Đó, 4, 5, 6 chiếc. Về là cái này là 70G, 70H nữa. Đầy đủ hết cho các bác lựa chọn ha. Tầm giá của lô máy này về thì cũng rẻ thôi chứ không có đắt đâu, từ 250 trở lên. Các bác nào đăng ký kênh của em đi rồi em sẽ đăng tải tiếp chi tiết từng con máy cho bác xem ha. Đây rồi, như mấy con bên đây đây. Quay xương xương cho bác xem nha. Đó, lô này về máy dần chân toàn đẹp đẹp không à, chống nước sơn hết á. Con này máy giá rẻ, tới 10G. Đây, mấy con này đời 26 nè. Rồi. Rồi, tiếp tục về nữa nè các bác ơi. Đây, em này nãy mà có quay sơ rồi. Để máy cho em luôn đi. Ở đằng kia đậu dài dài tút kia nữa. Còn nhiều lắm. Chạy máy vô kho thôi. Về đêm quá nên mấy anh em cũng về hết rồi, phải rửa lại phụ thôi. Chuẩn bị lấp đầy những khoảng trống cho các bác xem nha. Đang xuống tiếp mấy con 70H. Xuống máy mày về là quá mê luôn, đúng không các bác? Rồi, các bác nào hay đăng ký kênh của em, rồi nhấn nút theo dõi luôn nha các bác. Em sẽ đăng tải tiếp mấy cái máy để cho các bác xem nha. Rồi, xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Bây giờ em phải xuống máy đây.